Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tối Giây Nhật Cần Thơ. Bên em video của Tối Giây Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 07. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay da cá sấu thật 100% ha. Ở đây nó sẽ còn hai cái vây cá sấu đó, giống như hai cái tay, và ở đây một cái vây độ mới còn khá là cao, màu này là màu hơi vàng vàng ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 28, chiều cao là 20 và bề dày là 10, để mình xách tay nha. Da rất là đẹp luôn. Đây một cái vây dạng phom cốp, mở ra như thế này thì bên trong là lót lót da lộn ha, sạch đẹp hết, và có một chỗ để đựng bút ha. Ở đây sẽ còn kiếm để theo túi luôn ha, để mình xách tay như thế này. Độ mở khoảng 80%. Lên nhịp shop một mã là 6312 ha, 1.200.000. 6312, 1.200.000. Và một chiếc túi lông phom cớp ha. Da rất là đẹp luôn. Da kết hợp với tông ha. Xách tay đi tiệc. Rất là sang. Kích thước của chiếc cớp bề ngang 24, chiều cao 17 và bề dày là 9 ha. Để mình xách tay thế này. Ở đây phối một cái lông và một cái nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn và một ngăn, một ngăn để mình xách tay đi tiệc ha. Phơm sang trọng ha, để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã ha. Sáu ba năm tám ha, 400. 6358 400. Và một chiếc túi xách tay da trăng ha, da rất là đẹp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 24, chiều cao 23 và bề dày là 6. Xách tay sẽ có một phát kháng mịn, bên trong lót vải và một ngăn lót vải ha, và một phát kháng mịn, bên trong lót vải sạch đẹp hết, và thương hiệu ha Akukan dập nổi bên trong, thương hiệu của Nhật. Để mình xách tay như thế này. Pin tiệt ha, da trăng. Lên nhầm shop một mã là 6345 402. 6345 402. Và một chiếc túi xách tay ha, phom cốp da kỳ nhâm, rất là đẹp và xinh xắn. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 24, chiều cao là 19 và bề dày là 10 ha. Để mình xách tay ha, và sẽ có một cái cốp để mình mở ra, thì bên trong một ngăn này và sẽ còn có một ngăn nhỏ để mình đựng một ví nhỏ đây để mình đựng tư trang ha. Đó, để mình gài lại này, và một khóa kéo miệng bên trong sạch đẹp, một ngăn và một ngăn sạch đẹp hết ha. Da rất là đẹp luôn, da kỳ nhông. Đó, chiếc túi phong cấp rất là sang ha, mình có thể làm quà tặng được ha, còn khá là mới. Ta nhìn shop một mã là 6346 408. 6346 408.
và một chiếc túi xách tay đeo vai da bóng ha, form là form cớp, kích thước của chiếc túi bề ngang là 25, chiều cao 26 và bề dày là 11 á, để mình xách tay và đeo vai. Ở đây cái thương hiệu ha, dập nở đây và sẽ có một cái để mình mở ra, thì bên trong một ngăn và một khóa chống mình. Lót bên trong là lót vải nhung ha, lót vải nhung. Thương hiệu này của Linh Đôn ha, thương hiệu của Linh Đôn. Xách tay và đeo vai ha, kẹp nách da bóng. Lên dịch sớm một mã là 6348 ha, 530, 6348 530. Và một chiếc túi, một chiếc lớp ha, một chiếc lớp này thương hiệu bản đồ. Kích thước của chiếc túi, chiếc lớp bề ngang là 24, chiều cao 16 và bề dày là 8, để mình cầm tay như thế này. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn và một ngăn, và thương hiệu bên trong, thương hiệu của bản đồ ha, và có một cái khóa chống miệng. Lót là sạch đẹp hết ha. Đây để mình gài lại như này đó, chắc chắn cầm tay như này. Lên dùm shop một mã là 6313 ha, 700, 6313 700. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay phân cớp ha, da ghép. Này là da rùa ha, da rùa ghép lại với nhau. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 28, chiều cao 18 và bề dày là 8. Mình có thể mình mở rộng ra để mình đeo đeo vai được ha. Và sẽ có một nút để mình gỡ ra như thế này, thì bên trong sẽ được có một ngăn và một ngăn ở đây và một ngăn đây. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Để mình gài lại như này. Lên dùm shop một mã là 616315 ha, 703, 6315 703. Và kế đến đó là một chiếc túi. Chiếc túi này còn chìa đầy đủ ha. Và form da đà điểu thật ha. Chiếc túi này em có chưa có đủ form. Còn khóa chìa đầy đủ ha. Ở đây. Kích thước của chiếc túi. Chiều cao là 32, chiều ngang là 25 và chiều dày của túi là 10 ha. Ở đây nó sẽ có một nút hết 500. Da này là da đà điểu thật ha. Và ở đây nó sẽ còn cái khóa để mình cài lại. Một ngăn và một ngăn và một khóa cáo miệng bên trong. Là lót bên trong là sạch đẹp. Một cái ngăn đây để mình gài lại xách tay và dây đeo. Ở đây nó sẽ còn cái chìa. Lên dùm shop một mã là 6323 1.200, 6323 1.200. Và một chiếc túi xách tay. Da này là da cá sấu ha, da cá sấu thật 100% để mình xách tay. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao là 6 và
bề dây, bề dây là 6 ha. Để mình xách tay như thế này đó, và cái 6 thật ha. Và mình có thể mình làm lớp cầm tay ha, nhà dây này thiết kế được mình bỏ vào trong được ha. Bên trong một ngăn và một khóa kéo miệng, lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 6343 ha, 700, 6343 700. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da lộn ha, nay chất liệu à túi du lịch da lộn. Chiếc túi này em chưa có đụng phơm nhưng mà phơm rất là rộng ha, thương hiệu Rinoma của Pháp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 45, chiều dày là 20 và chiều cao 30. Sẽ có một ngăn và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Lót bên trong là lót da vải á, thương hiệu Rinoma của Pháp, da là da lộn ha, da rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 6339 ha, 6339 408, 6339 408. Và kế đến đó là một chiếc ví nha, một chiếc ví màu xanh da thật ha. Ở đây nó sẽ có một cái nút để mình mở ra đó, mình mở ra như thế này thì bên trong đây đựng cả visit chúng ta tùy thân, một ngăn và một ngăn đựng cả visit chúng ta tùy thân và thương hiệu dịp nổi. Đây ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng, bên trong một ngăn và một ngăn ở đây nữa ha, là sạch đẹp hết, da là da thật hết ha. Đây đựng cặp với xích chế tài thì thân, đựng được rất là nhiều ngăn và một ngăn, và một ngăn ở đây rất là nhiều ngăn ha. Lên dùm shop một mã là 6371 ha, 250, 6371 250. Dập phân hiệu ở đây, dập phân hiệu đây ha, 6371. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, đeo chéo da là điệu thật ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 35, chiều cao 28 và bề dày là 13. Để mình xách tay và đeo chéo ha, dây này mình đang đưa rộng ra được ha. Và sẽ có một khóa kéo miệng, bên trong lót vải ha, và một khóa kéo miệng ở đây, hai ngăn nhỏ ha, lót bên trong lót vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp ha, lót vải nhôm sạch đẹp để mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 6039 ha, 6039 550, 6039 550. Và kế đó đó là một chiếc ví nhỏ ha, này mình đựng son và chất liệu là da ha, da lộn phủ sơn mài đây và phan phá còn vàng ươm sáng bóng. Bên trong là sạch đẹp ha, đó, rất là sang luôn. Lên dùm shop một mã là 6370 108, 6370 108. Và một chiếc ví như thế này, da rất là chắc luôn đó. Ở đây và sẽ có một khóa kéo miệng, bên trong nó sạch đẹp ha, da này dạng da độc lạ ha. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây,
Ví này mình bỏ vừa điện thoại nha, một ngăn. Và đừng cần phải giết tờ tùy thân, rất là nhiều ngăn. Lên dịp shop một mã là 6372 nha, 350. 6372, 350. Và kế đến đó là một chiếc ví phông cớp họa tiết rất là đẹp. À, chất liệu là vải ha, họa tiết hình bông hoa và phông cớp ha, sẽ có một cái để mình mở ra thì bên trong lót vải sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 6377 ha, 6377 150, 6377 150. Và cái đến đó là một chiếc túi rất tay form, này là form đi tiệc ha, da dập phân xấu. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 28, chiều cao là 21 và bề dày là 9 để mình xách tay thế này đó. Và sẽ có một là các kéo nguyện ở đây thì bên trong một ngăn và một ngăn lót bên trong là sạch đẹp ha. Giá đang bán tại shop là 450 ha, hôm nay sếp giảm còn 350. 6058, 6058 350. Và một chiếc ví ha, thương hiệu Robusta Camonia, thương hiệu này của Ý ha. Và sẽ có một cái phát cáo mạng ha. Và mình có thể đây một ngăn bên trong ha, lớp vải một ngăn một ngăn một ngăn và một ngăn ở đây là sạch đẹp á. Lên dùm shop một mã là 6374 220, 6374 220 đó. Một chiếc ví mình có thể mình đựng vừa điện thoại nha, làm lết cầm tay được, vừa làm ví vừa làm lết cầm tay. Và một một chiếc ví nhỏ này, ví nhỏ này là new ha, giống như mới vậy đó ha. Bên trong còn full hộp, ví này đựng móc khóa nha, ví đựng móc khóa. Mình mở ra như thế này ha, mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có một cái này được móc khóa và mình sẽ gài lại ha. Đó, gài lại như thế này. Này chất liệu là vải ha, còn rất là mới. Lên dùm shop một mã ha, 6369 nè, 150. 6369 150. 6369 150. Và một chiếc ví da bò đây, chất liệu là da bò ha. Đó. Và sẽ có thương hiệu dập nổi đây, trên leader chứng nhận da thật á, dập thương hiệu. Và một ngăn ở đây đựng cạp của giấy tờ thân, một ngăn một khóa các bạn, đựng cạp của giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một ngăn đây, và sạch đẹp á, da rất là đẹp luôn, ví dài. Lên nhập shop một mã là 6373 250, 6373 250, chứng nhận da thật toàn bộ ha, rất là nhiều ngăn, đựng vừa điện thoại, một ngăn và một ngăn, ở đây một ngăn nữa ha, đựng tiền, đựng cạp của giấy thương hiệu ha. Đây dập hình con gấu, thương hiệu dập nổi đây. Và kế đến đó là một chiếc ví cốp
Viết cớp và phường ma đứng cường Nhật á. Mình cầm tay như thế này rất là xinh xắn luôn, và sẽ có một khóa các bạn ở đây, bên trong một ngăn đây và một ngăn đây sạch đẹp á, để mình đựng tư trang. Lên nhập shop một mã là 6375 109, 6375 109 để mình dài lại này chắc chắn. Và cái đến đó là một chiếc ví có thương hiệu ha, đó rất là xinh xắn luôn, và sẽ có một cái nút để mình mở ra, và một ngăn đây thương hiệu Binky and Danny, và một ngăn có một khóa cá mẹ, và một cái để mình mở ra ở đây đựng cặp của chúng ta tùy thân, rất là nhiều ngăn. Bên trong lót vải sạch đẹp á, ở đây để mình gài lại này chắc chắn ha, đây rất là đẹp á và sang trọng. Lên nhịp shop một mã là 6365 250, 6365 250. Và cái đến đó là một chiếc mắt kính thương hiệu Cos rất là đẹp, đây mắt kính nha, mắt kính này là mát nha, thương hiệu Cos. Và bên trong sẽ có dập thương hiệu Cos và mã số ở đây, chiều dài tay kính là 120 và hốc mắt là 17 và 60 là kính nha, 60 là kính tâm kính. Và thương hiệu Cos ở đây dập nổi, ở đây hình đính những cái hạt hình bông hoa, đây đến những hạt hình hoa treo vào rất là mát mắt ha, thương hiệu Cos. Lên dùm shop một mã là 6316 ha, chấm 808, 6316 808, và được tặng kèm một la mắt ha, còn full hợp Cos. Đó, như thế này rất là đẹp và sang trọng ha. Cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu Ghilarochi đó, thương hiệu như thế này, và sẽ có ví dài ha, thương hiệu Ghilarochi của Pháp, một ngăn và một ngăn ở đây đựng cặp với chúng ta tùy thân, và lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 6366 ha, 108, 6366 108, và một chiếc ví thẻ ha. Bên trong mình sẽ có được cặp của giấy chữ tài xong dập thương hiệu ở đây, và một ngăn và thương hiệu ha, thương hiệu Kim Bi Kip, và đựng cặp của giấy chữ tài tùy thân, đựng được rất là nhiều sổ thẻ ha, hay đựng thẻ thôi, ví đựng thẻ rất là xinh xắn. Lên dùm shop một mã là 6368 ha, 6368 150, và một chiếc ví da đan rất là xinh xắn, da đan lại với nhau, ví này dạng ví dài, và sẽ có một khóa cá mèn ở đây, thì bên trong một ngăn mà một ngăn và một ngăn thương hiệu Line Now, một ngăn và một ngăn đây ha, đây nó còn cái tag hiệu quý chữ tiếng Nhật ha, hàng của em từ Nhật về hết ha. Lên dùm shop một mã là 6367 ha, 109, 6367 109. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu Robusta
quý vải thương hiệu Robusta đây, và sẽ có một cái mình mở ra thì bên trong là lót sạch đẹp á, và dùm shop một mã là 6376 ha, 6376 108 thương hiệu ha, chất liệu là vải quý dạng foam cốp để mình đựng tư trang rất là đẹp. Và kế đến đó là một chiếc túi sắp tay da là điệu thật ha, sắp tay da là điệu thật, và kích thước của chiếc túi này bề ngang là 38, chiều cao 28, và bề dày là 10. Để mình cắt tay sẽ có một ngăn và một ngăn ở đây, để mình mở ra da đà điểu thật ha, một ngăn và một ngăn và một phát cái mình. Bên trong sẽ còn phát về đầy đủ nha, đây chìa khóa sẽ có một phát cái miệng nha, và một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp và một phát cái miệng nha, da đà điểu rất là sang luôn. Đây chìa khóa thì mình sẽ khóa lại như thế này đó, mình khóa lại rất là xinh xắn. Lên dùm shop một mã là 5872, hôm nay shop giảm còn 1,4 triệu ha, đang bán tại shop là 1,8 triệu, còn full chiều. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da rất là đẹp á, phía trên là dập vân 6. Kích thước của chiếc túi bề ngang 32, chiều cao 25 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này sẽ có một cái để mình mở ra, thì bên trong sẽ có một ngăn và một khóa cái miệng và một ngăn, lót bên trong là sạch đẹp á, dập thương hiệu ở bên trong. Đây để mình gài lại như này chắc chắn ha, sắp tay. Lên dùm shop một mã là 6056 ha, 6056 403, hôm nay shop giảm còn 390 ha, 390. Và một chiếc túi đeo chéo da mộc ha, da nguyên miếng da, để mình đeo chéo rất là ok. Ở đây là miếng test da ha, miếng test da Zenith Leader chứng nhận da thật, da rất là dày, cực kỳ dày. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 32, chiều cao là 20 và bề dày của chiếc túi là 8 ha. Da mộc, nguyên một cái tấm da nam nữ đều sử dụng được hết ha. Và bên trong, lót bên trong da mộc dập thương hiệu ha, Made in the UK. Và một ngăn đây. Lên dùm shop một mã là 5829 ha, 750. Hôm nay shop giảm còn 600. 600k thôi. Đó, một chiếc túi da mộc đồ mới rất là cao, mình chỉ có 600 ha, thương hiệu của Mỹ ha, UK ở thương hiệu của Anh. Và một chiếc túi xách tay da trăng ha, rất là đẹp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 35, chiều cao là 22 và bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này đó, da trăng, toàn bộ là da trăng hết ha, da thật ha. Sẽ có một ngăn ở đây, lót sạch đẹp và một phá cái miệng bên trong,
Bên trong là lót vải nhung ha, lót vải nhung sạch đẹp. Và một khóa các bạn ở đây, lót sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 6164 ha, 6164, 6164, 450. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay màu đỏ ha, phơm phơm dáng rất là đẹp để mình đi tiệc cũng khá là sang, màu đỏ. Kích thước của chiếc túi, bề ngang, bề ngang là 31, chiều cao 24 và bề dày là 10, để mình xách tay. Dập phân hiệu ha, dập phân hiệu ở đây, khen khóa phần vàng ươm sáng bóng. Và ở đây mình mở ra thì bên trong sẽ có bên trong lót da ha, một ngăn và một khóa cáo miệng bên trong. Có nhịp shop một mã là 5256 ha, 5256. Hôm nay shop giảm, giá bán tại shop là 700, hôm nay shop giảm còn 450 ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.